Ok, xin chào các bạn. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái sản phẩm dùng để giữ máy máy điện thoại hoặc là giữ máy webcam để dùng cho dạy học, viết tay hay là chụp ảnh sản phẩm. Đặc biệt là dành cho những cái kênh của mình là dành cho những giáo viên dạy online. Thì các bạn có thể tận dụng cái điện thoại hoặc là nếu mà có thể mua cái webcam thì chúng ta cần một cái thứ để giữ cho nó cái bề mặt cái để viết cho nó rõ ràng và cái bề mặt của cái ống kính nó song song với cái bề mặt của giấy thì chất lượng nó tốt nhất. Khi mà chúng nó để lên bàn ấy, thì nó rất là kiểu vướng víu, thì bây giờ chúng ta sẽ có một cái công cụ để giữ điện thoại của mình đây. Đó. Thì làm thế nào mình sẽ giới thiệu các bạn nhé. Đây là cái công cụ đấy. Bộ này thì nó rất là chắc chắn, nó khá là nặng nhưng mà nó chắc chắn. Nó khoảng tầm cỡ mình cầm đây chắc là phải tầm cỡ 2 cân. Chắc thế. Chắc là 1 cân, hơn 1 cân. Các bạn chỉ có một cái bộ này chắc phải 2 cân. Đây là cái đế của nó này, đấy, cầm rất đầm tay luôn. Nặng phết đấy. Để đây nha. Còn đây là cái tặng kèm cái bộ cùng bộ đó là bộ giữ điện thoại. Đấy, thực ra cái này nếu mà dùng webcam thì nó chỉ cần có cái này thôi. Đây là cái đầu để giữ điện thoại rất chắc này, gọi là to và chắc. Được. To chắc lắm. Đầu tiên là cái này nó sẽ dùng như nào? Mình sẽ đầu tiên là cái đây là cái đế này, nó xoáy lên, lắp thẳng lên xoáy lên, xoáy vào thôi. Đấy. Rất là dễ. Đấy. Xoáy vào. Còn cái này là để vặn. Mặt mình mở kéo cao lên, kéo cao lên, vậy nhé, nó kéo cao lên thôi, đẩy cao lên, kéo cao lên, xong rồi xoáy thấp, đó, thôi xoáy thấp thôi nhìn cho dễ, đấy, mình cần tùy chỉnh cái tốc cái này mình xoáy lại nó lại giữ lại cái chỗ đó, còn cái này để mình đưa ra, đấy, thầy bạn này. Đây mình chỉnh cao thấp, tức là mình chỉnh rất là linh hoạt, rất linh hoạt luôn. Đây xoáy thấp cao thấp và chiếm rất ít diện tích, nó không chiếm nhiều diện tích đâu, rất là nhỏ gọn. Đấy chưa, này nhá, hình như này đấy, và cái này lắp vào đây mình sẽ lắp cho các bạn xem nhé. Okay. Mình để thấp xuống cho dễ. Đây này. Hết cỡ rồi. Hết rồi. Đây. Ok. Kiểu như này. Cái này dùng để làm màn giả hay là chụp ảnh sản phẩm rất là ok luôn. Đây, đây là cần cái lông, thứ làm rất là đẹp. Xoáy vào thôi. Đây. À, cái đầu như thế. Được chưa? Xoáy ra. Này mình đây mà mở ra này, vặn này ra. Đọc cái này ra. Đấy, cái này giữ điện thoại. Lắp cái này vào. Mình có thể lắp theo cái này hoặc là cái này đều được, lắp chiều nào cũng được. Đây lắp vào chiều này đi. Chưa xoay. Đây cái này lắp này. Lắp vào.
Rồi, sau khi lắp xong thì vặn lại, chặt lại. Sau đó mình có thể lắp cái điện thoại vào. Kéo lên thôi. Rất là rộng, to, rộng, thoải mái. Chỗ này thì mình có thể xoay. Này. Mình có thể lắp như này. Để ngửa cái mặt điện thoại lên để nhìn trên. Cái này nó có phần vặn này. Đây mình vặn lại này. Đấy. Vặn lại chắc này. Cái này thì trông cảm giác như là rồi, ok. Xong. Đấy, mô hình nó như này, như của cái cần cầu nhỉ. Đấy, nhưng mà rất là chắc đấy, chắc chắn lắm. Cái này mình cứ tùy chỉnh nhá, ngắn dài, ngắn ok, dài ngắn khác nhau. Ok. Đó. Mình sẽ chỉnh tùy vào cái đấy. Bây giờ mình chỉ cần chỉnh lại thôi. Lúc mà dậy thì cái này cần cố định này. Còn đấy mình có thể di chuyển cái này. Đấy, hoặc là mình muốn thấp hơn. Thấp hơn thì mình có thể cho vặn này ra. Cao thấp này. Cao hơn nữa, tôi sẽ cao hơn thôi. Thấp hơn thì thấp quá, được chưa? Đấy. Như vậy là xong. Cái này nó lại chiếm rất ít diện tích. Đấy, và nó lại kéo dài, kéo gần để cho thoải mái, cái này viết thoải mái hơn. Mình có hai bộ, hai loại. Cái này thì đưa ra đưa vào thì nó sẽ cũng được, nhưng nó cũng chiếm khá nhiều diện tích đúng không? Cái này thì đấy, nhưng mà cái này nhẹ hơn nên tùy. Tóm lại cả hai đều dùng được, nhưng cái này cần phải mua thêm cái cắm cắm điện thoại này nếu mà dùng điện thoại. Đấy, còn nếu cả hai cái này thì đều có thể dùng như webcam mà không cần một cái gắn gì cả. Đó thì tóm lại như vậy, cái này thì bộ này nó đầy đủ hết tất cả luôn, cầm khá nặng, chỗ này phải 2 cân. Ok, thì video mình sẽ dừng ở đây nhé. Xin chào các bạn.